Chào tất cả các bạn, mình là M32 đây và hôm nay mình sẽ quay một video không phải là video giống như là chơi một trò chơi nhưng mà không phải là video trò chơi mà hôm nay mình sẽ quay một video cách tải ứng dụng Happy Mod nhưng mà không phải là Happy Mod ở trong cái CH Play này đâu. Nó toàn lừa đảo à. Lúc kia mình cũng sử dụng nhưng mà nó kiểu là không có hack được cái gì cả. Nên mình đã tìm được một cái trang web có thể tải được Happy Mod này. Và ứng dụng Happy Mod này rất hay. Và nó chỉ giống như là hack những trò chơi cơ bản. Còn mấy cái trò chơi giống như là kiểu PUBG hay gì đó mới PUBG, Free Fire thì nó sẽ không hack được. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của mình và kênh của mình đã cũng gần được 300 người đăng ký rồi. Và kênh của mình đã có 61,1% người chưa đăng ký và 38,9% người đăng ký. Và khi mà mình được 300 người đăng ký mình sẽ ăn mừng và khi được 300 người đăng ký mình sẽ quay một video trò chơi nhé. Trò chơi bất kỳ nào đó mà các bạn comment. Và thôi, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ không có chơi gian lận. Đầu tiên thì mình sẽ xem phiên bản của nó là phiên bản mấy. Phiên bản 2.6.8 và mình sẽ xóa nó đi cho công bằng. Được rồi. Và nó đã xóa hẳn rồi, vậy thì mình sẽ vô Google. Rồi các bạn nhấn Happy Mod nhé. Đây. Và các bạn nhấn vô cái trang này. Và các bạn phải xem phiên bản nó là phiên bản mới. Nếu như mà cho chắc ăn các bạn có thể nhấn 2.6.8. Đây. Và các bạn nhấn download. À, các bạn nhấn tải về. Và đợi cho nó tải về là nó sẽ tự động mở ra một cái gì ta? Mình không biết nữa. Được rồi. Mình sẽ nhấn vào đây. Nó kêu mình là mình phải nhấn cài đặt hay là nhấn hủy thì mình tại Happy Mod thì mình nhấn cài đặt thôi. Và mình chờ đợi nó tải về. Mà máy bạn nào mà máy xịn ấy là nó sẽ tải nhanh hơn. Còn máy mình là máy cùi nên nó sẽ tải chậm hơn một xíu. Và mình đã tải xong rồi. Thì mình phải nhấn mở. Nhấn xong hay nhấn mở gì cũng được. Nhưng mà nếu như các bạn nhấn xong ấy thì nó sẽ giống như là nó đã được cài đặt vào máy rồi. Các bạn nhấn cho phép. Nó đã được cài vào máy rồi thì các bạn nhấn chọn bạn nhấn vô ứng dụng Happy Mod
Cũng được, không nhấn thì thôi. Nhưng mà mình nhấn mở. Rồi đây. Đây là những món hát, những món hát. Và mình thử nhấn vô cái Dino Waterworks nhé. Đây. Giờ các bạn chọn gì cũng được. Gì đấy? Quốc. Nhưng mà hồi xưa nhớ là mình tải cái này. Mình tải ứng dụng này. Và nhà phát triển trò chơi Dino Water World này là Top Pocket nhé. Nhưng mà nhà phát triển này tạo những con game rất hay. Như là mấy con game này. Cái này của ai? Cái này không phải. Nhưng mà thường là mấy cái trò chơi cơ bản như là này. Có rất nhiều trò chơi. Và video sau mình sẽ gì đó? Mình sẽ tải Dino World để làm tiếp tục ra tập 2 của Dino World nhé. Và video của mình cũng kết thúc rồi. Và giờ các bạn tải được thì các bạn muốn chơi trò gì cũng được. Rồi thôi, chào tất cả các bạn nhé.